Rất là hoan nghênh và chào đón các bạn đến với channel của Metamen. Chúng tôi là đơn vị chuyên nhập khẩu, xách tay các mẫu quần jean nam cao cấp, chính hãng hàng hiệu. Và nếu như bạn cũng đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình về những sản phẩm quần jean nam chất lượng, đẹp, đẳng cấp và thời thượng thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh, bấm chuông để lựa chọn cho mình những sản phẩm mới nhất, đẹp nhất từ Metamen các bạn nhé. Hiện tại ở trên màn hình của quý bạn đây mình đang có một sản phẩm đến từ Levi's. Sản phẩm này thì chính hãng chuẩn 100% do bên mình xách tay về. Màu sắc của sản phẩm thì sẽ là màu xanh biển đậm, rất là phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi từ thanh niên, trung niên cho đến các bạn học sinh. Mặc cái chiếc quần này thì rất là dễ dàng phối kết hợp với những cái món đồ khác nhau. Em này thì sẽ là Levi's 501 các bạn nhé. Ở bên đây chúng ta có tem tag đầy đủ và quần này thì còn nguyên siêu luôn. Size quần thì cái chiếc tại trên tay mình là size 29 và bên mình có đầy đủ size từ 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 cho những người từ 45 đến 85 cân, mặc rất là thoải mái. Form dáng của em quần jean lam Levi's này thì sẽ là form dáng ống suông và chính vì vậy nó sẽ không có chất liệu vải co giãn đâu các bạn ạ. Ống suông thì đã được thiết kế theo cái loại ống to sẵn rồi. Các bạn chỉ việc là chọn đúng cái size quần của mình thì khi mà các bạn lên thì vô cùng là đẹp luôn. Chất liệu vải dày dặn, mềm mượt cũng như là form quần thì cứng cáp. Khi các bạn mặc lên thì nó sẽ cho các bạn những đôi chân rất là thẳng. Chúng ta sẽ điểm qua một số họa tiết nổi bật ở trên chiếc quần này. Đó, đây là khi mà mình trải dài chiếc quần ra. Đó, các bạn có thể thấy các bạn, chúng ta có những cái đường quát rất là nhẹ và phần mài nhẹ ở dưới này thôi. Không cần quá phải là nhiều những cái họa tiết, ví dụ như cào xước hay rách gì cả. Mà nó vẫn đem lại cho các bạn những cái vẻ hiện đại, tinh tế cũng như là sang trọng lịch sự. Các bạn có thể phối với cái chiếc quần này với áo sơ mi hay là áo phông, áo thun, áo polo đều được hết các bạn nhé. Chiếc quần này thì mình có thấy nó có rất là nhiều ưu điểm. Đó chính là quần màu xanh thì họ may chỉ vàng ở trên này để nó tạo ra được những cái điểm nhấn. Ở phía dưới gấu quần như thế này thì nhà sản xuất Levi's thì họ đã mài sẵn ra cho anh em rồi. Các bạn có thể thấy các bạn, rất là đẹp và nhìn khá là bụi bặm đúng không? Ở trên phần túi quần đây thì cũng có những cái họa tiết đó luôn. Đó, cả hai bên túi thì cũng được làm mài nhẹ ra như này các bạn nhé. Đó, các bạn thấy không, cả túi trước và cả túi sau. Đinh tán của chúng ta thì sẽ có màu đồng rất là sáng bóng và dập logo ở trên này. Đó, với cái màu sắc của bằng đồng như thế này thì các bạn sử dụng 10 năm thì nó vẫn không hề gì. Mà chỉ may trên em này thì sẽ là cả chỉ màu xanh chuối và màu vàng kết hợp xen lẫn với nhau. Levi's 501 thì nổi tiếng với là nút cài. Nó không phải sử dụng khóa như một số những cái dòng Levi's mà mình đã từng giới thiệu cho các bạn. Và đây là cái dòng đặc trưng của Levi's 501 các bạn nhé. Nhiều bạn thì cũng có hỏi, đó chính là khi mà các bạn đi vệ sinh hay là các bạn muốn cởi quần thì cái này nó khá là bất tiện và nó khá mất thời gian. Nhưng mà thực ra khi mà các bạn đã sử dụng quen rồi thì các bạn chỉ cần giật ra một phát như này thôi thì là cái nút cài của Levi's nó sẽ bung ra hết. Và những cái đinh tán giật ở đằng sau Levi's 501 thì được làm cực kỳ là chắc chắn và rất là tốt các bạn nha. Đó, các bạn thấy không ạ, những cái đinh tán giật như này cơ mà. Và khi mà các bạn cài vào mà các bạn cài ra cài vào ấy thì nó rất là đơn giản, nó không tốn quá nhiều thời gian. Đường chỉ may cực kỳ là sắc nét cũng như là màu sắc của quần thì rất là tuyệt vời, rất là thời trang và thời thượng. Mời các bạn có thể xem. Đây là mình đang cho các bạn xem ở mặt trước các bạn nhé. Đó, cái tag này thì mình bỏ lùi lên một tí. Các bạn thấy không? Siêu của quần đây khi mà các bạn sử dụng xong thì các bạn xé này ra được. Màu sắc rất là trẻ trung. Kể cả những người trung niên mặc cái quần này thì cũng rất là đẹp. Này các bạn nhé, khi mà các bạn cảm giác là các bạn mặc quần jean thì bao giờ nó cũng khác lạ hơn với quần vải. Nó rất là mang tính hiện đại. Tổng thể sản phẩm của chúng ta thì chất liệu vải không co giãn như mình có nói rồi. Chất liệu vải rất là dày dặn và bên trong thì nó sẽ là một màu khác. Và với một cái sản phẩm Levi's này các bạn có thể hoàn toàn sử dụng mà không cần sợ bị nó phai màu hay bị sơn chỉ. Vải cực kỳ đẹp, đây mình sẽ cho các bạn xem chất liệu vải của Levi's. Các bạn có thể thấy các bạn rất là lì các bạn nhé, sờ mượt mà cực kỳ luôn. Ở mặt sau của sản phẩm của chúng ta thì phần nắp túi nó cũng được mài đi một chút, đó, nó tạo điểm nhấn. Và cái đường cánh chim của Levi's thì rất là quen thuộc, các bạn chỉ cần là mặc cái chiếc quần này ra thì họ đã đoán được ngay là các bạn đang mặc Levi's rồi. Thì bên trên thì chúng ta sẽ vẫn có một chiếc tag của 501, nó thể hiện size số 29. Và cái phần red tag ở đây thì được làm kim tuyến và ngành kim, rất là đẹp luôn, một sản phẩm cực kỳ là mới các bạn nhé. Đó, rất là đẹp. Và Levi's là một trong những cái dòng đắt nhất trong tất cả các loại quần. Cái mã của nó là mã đắt nhất các bạn nhé. Để sở hữu cho mình sản phẩm quần jean lam Levi's 501 chính hãng hàng hiệu thì các bạn hãy nhanh tay liên hệ tới Metamen qua số điện thoại mà mình để bên phía dưới đây. Ngoài ra những thông tin khác thì bên mình có để bên dưới phần mô tả.
và sản phẩm này sẽ phù hợp với nam giới cho người từ 45 cho đến 85 cân. Ngoài ra các bạn còn những câu hỏi nào mà cần Vitamin giải đáp thắc mắc cũng như là tư vấn thì các bạn cứ để lại bình luận bên phía dưới. Bên mình sẽ trả lời và hỗ trợ các bạn 24/7 các bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cũng như xem hết video. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh, bấm chuông để tiện cập nhật cũng như là theo dõi cho mình về những mẫu sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, đẳng cấp nhất từ Vitamin các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn một ngày vui vẻ ạ.